Tôi Quy Tự Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi lăng mộ cổ chính, và trước mặt tôi thì một ngày mới. Tôi đang đã tại nơi này rồi, thì ngày hôm nay ngày 25 tháng 10 đấy, và để tiếp tục đem xuống phía dưới đảo Tà Lạt cổ chính và các chị nơi dưới đó đó. Và thì ai tiền tài để mà tại là 12-21 đấy, ở miền Nam đấy, thì ai tiền tài để mà tại là cổ chính và các chị nơi đó rồi. Để rồi mất nợ của chính ở phía dưới thì sự linh thiêng đã hiện hiện để đem đến tiền tài rất lớn ở miền Nam này. Và tiếp tục tôi sẽ đi xuống phía dưới đây. Đây thì ai tiền tài để ủng hộ tài lệ trên màn hình hoặc với những tiền đều có để mà tài lệ cũng như ở nơi này rất linh thiêng. Cây trầm đấy, trái này ăn được này, rất là ngọt luôn. Hiện tại ở đây nè, rất êm đềm đấy, không có một hút gió nào. Rồi, tôi đang tiến vào phía bên trong đây. Đó. Đang tiến về phía bên trong. Và tôi cảm quá mặt tại nơi làm bạc cổ chính này đây, và phía trước rồi để mà tiến về phía bên trong để mà tới là cổ chính đó. Đã cho về hiện tại 12-21 này. Rồi thì ai có hiện tại để ủng hộ tại đây trên màn hình hoặc dưới những tiền đều có để mà tại là của chị này.
Thì tiếp tục là một ngày mới tôi đang tiến hành đặt đồ tại đây đấy. Rồi thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào cho đăng ký để theo dõi cũng như nơi làm bài cổ chính này và một ngày mới ngày hôm nay sẽ ra sao và điều đến tiền tài như thế nào thì cổ chính phù hộ độ trị và các chị này để hy lịch họ thì ai tiền tài 12/1/21 và đêm mà ta lại để rồi mắc nợ cổ chính tôi không biết được điều đó và sự linh thiêng đã hỷ nghiệp. Thì ở trên màn hình hoặc với những tin được có để mà ủng hộ trở lại. Thì tôi đang đặt đồ lên hương để tiếp theo một ngày mới đó. Rồi tôi đang đặt đồ này cho nên ai có tài lộc ở đây đều được may mắn tiền tài tiếp theo đó, rực rỡ mỗi ngày, sức khỏe dồi dào, thì cổ chính phù hộ độ trì cho những ai mà tài lộc. Còn ai mà không tài lộc thì tôi không biết được điều đó. Thì sự linh thiêng hy hiện để mà một buổi trưa thành công. Tôi đang đặt đồ đây. Rồi ai để xem mà chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi màu đỏ phía mình. Còn ai đã đăng ký rồi thì thôi để mà theo dõi nơi lăng bạc của chính này sự linh thiêng hiển hiện và điểm đến tiền tài rực rỡ may mắn. Không cái gì thành công cái này, tiền tài thì có tài, may mắn có may mắn, sức khỏe có sức khỏe đấy.
Rồi, thì tôi đã đặt đồ đã xong rồi, thì tôi sẽ không qua trả lời đây. Đó, thì ai có tiền tài ủng hộ trả lời trên hình ở dưới góc này hoặc dưới nhắn tin đều có ghi để ủng hộ trả lời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Thì ngày hôm nay tôi cũng vượt hàng trăm cây số đến đây và để tiếp tục trả lời chúc bên tay sửa tiền diện bạc này một lệ đó nhỏ nhỏ. Thì ở đây là đất đai duyên trạch thành vàng bổn xứ bạch mã thái giám quan trăm quốc lý thượng nước đất đai quyền trấn đô lộ kỵ cao bóng mắt đình trung biểu mặt. Thì lăng bạc của chính này phù hộ độ trì cho những ai tại lại của chính và các chị này điều hiển linh phù hộ độ trì ngày 25 tháng 10 này thì sự linh thiêng tiền tài may mắn rực rỡ đó. Thì ai không cái gì thành công cái đấy, không cái gì sẽ hiển linh cái đấy, tiền tài sức khỏe đó. Thì ai có lòng thành ủng hộ tài lại thì cổ chính phù hộ độ trì cho những ai đó. Thì sự linh thiêng một ngày mới thì chứng này sẽ đứng lên thành công, không phải thành công là mọi vật. Rồi, tôi cũng đã khám phá rồi. Thì một buổi trưa thành công may mắn tiền tài tất cả mọi ở vào trong trứng gà này. Ngày hôm nay sẽ là sao đây? Rồi, bắt đầu. Không không. Không một. Không hai. Không hai thì vẫn chưa đúng rồi. Không ba. Không bốn. Lập bập xuất thôi. Không nằm. Phần nghe đâu rồi. Không sáu. Không bảy. Ở phía ngoài thì có một con chim đang kêu đấy. 08. 08. Bọn nghe liên tục. 09. Nghe nó rồi. 09 rồi. Ngọn đèn này sẽ so sánh. Gương đèn thì so sánh. Số 10. Lại nghe nó rồi. Thì nơi này thì ai có tiền tài ở đây thì tài lại ủng hộ tài lại chụp nhân đẹp trên hình hoặc với những tin đều có kim để tài lại 11 12 lại phần ngã nữa rồi đấy. Ai cộng nghiệm ở đây cầu nguyện cái gì thành công cái nấy, cầu nguyện tiền tài thì có tài, sức khỏe thì có sức khỏe đấy, sự linh thiêng hiển hiện điềm định. 13 14
14 vẫn nghe nó rồi. 15. Thì vẫn nghe. 16. Liên tục thôi. 17. 17. Nổi dễ ghê luôn. 18. 18. Lại nghe nó rồi. Thi cô chính phù hộ độ trì, sự linh thiêng hiển hiện ở đây. 19, 20, 21, 22. 23. 23 nghe rồi. 24. 25. 26. 27. 28. 27. Cứ lập bập suốt rồi. Thì ai cầu nguyện ở này, trứng này sẽ đứng lên tiền tài, tài là cô chính. 29. Đấy, vừa mới nói thì đã cho dự đứng 29 rồi. Đó, nội ốc cục ở đây đã hiện linh, thì cô chính đã hiện linh. Vừa mới nói cho trứng này đứng lên tiền tài thì ai tài lại ở đây. 29, 92 thì cô chính đã hiển linh, lọc bùa số miền Nam, miền Trung, miền Bắc. 29, 92 ở đây thì cô chính đã hiển linh phù hộ độ trị cho những ai tại là cô chính, và cũng như đã hiển linh rực rỡ tiền tài thành công của ngày hôm nay. 29 và 92 đó, cầm cái dù thì đã hiển linh điều này đã điểm đến, thì tôi sẽ đốt tiền dân bạc này. Đó, thì ai tiền tài ủng hộ thì là trên màn hình hoặc dưới những tin đều có để em tả lại. Thì sự linh thiêng đã hiện hiện một buổi trưa thành công. Rồi, thì một buổi trưa tôi đã xin kèo thành công ở nơi này. Đấy, trứng vẫn cứ đứng nghiêng nghiêng hình nghiêng bóng, đã cho dự đứng 29, 92 ở đây. Thì ai hiện tại đếm tại lại của chị.
Rồi, thì tôi sẽ tắt điện này.